Yeah, ok, hello game. Chào em đã lại quay trở lại với mình thì lại tiếp tục với game mèo câu cá nhé. Mình có vẻ như là chúng ta đang làm hơi nhiều con game này quá rồi, nhưng mà mình cảm thấy là anh em vẫn thích nó. Thế là ok, anh em thích thì mình chiều thôi. Tất cả là vì anh em mà. Anh em thích cái gì thì mình sẽ làm cái đấy. Ok. Rồi thì lần trước ấy chúng ta đã có được 1 triệu đô trong tài khoản ngân hàng rồi. Thì chính xác đây là con mèo giàu nhất thế giới. À, trong tập ngày hôm nay như mình đã nói thì mình sẽ mua thuyền và mua cần câu mới luôn. Ok, là bây giờ là mua thuyền nè. Chúng ta có nên mua luôn con thuyền luxury không? Kiểu thuyền mẹ sang trọng ấy. Mà thôi cứ từ từ nhé, chúng ta sẽ nâng cấp từ từ đi. Như thế chơi cho nó vui. Ok, chúng ta sẽ đắc quá. Ui dồi, từ 1 triệu phú bây giờ chúng ta chỉ xuống còn trở thành 1.000 phú thôi anh em ạ. Mình bắt đầu cảm giác nghèo dần đi rồi đấy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ mua cái Master Rope. Và trước khi mua Master Rope thì mình sẽ xem lại một vài cái thủ lý này đã. Đây, một vài cái mà mình đã nâng cấp này. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ mua cái Master Rope. Ôi ôi, từ 1 triệu đô mà bây giờ mình chỉ còn có gần 400.000 đô thôi. Cảm giác nghèo đói trở lại đây. Anh em biết không? Lúc mà mình có 1 triệu đô thì mình rất là thăng hoa. Nhưng mà hiện tại cảm giác của mình nó bị hụt hẫng. Hụt hẫng ấy. Anh em hiểu cảm giác hụt hẫng của mình giống như là khi mà mình mặc quần lên rồi ấy, xong rồi tự nhiên cái quần lại tự thụt xuống, rất là kiểu buồn cười. Rồi ok, và sau khi update tất tần tật mọi thứ thì bây giờ mình chỉ còn hơi chơi 200.000 đô thôi. Nghèo vãi đi, cùi vãi đi, cảm giác nghèo vãi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ ra khơi để trở nên giàu có nè. Ui ôi, để thử xem cận câu mới nhá. Bây giờ ra khơi nhá. Chúng ta con thuyền này có thể chở được 6, nhưng mà mình đoán là nó có thể đi xa được hơn. Ngoài đi xa vãi chưởng hết. Ngoài. Lần đầu tiên mình có cảm giác chúng ta đi xa được như thế này. Nó siêu nhân rồi anh em ạ. Ngoài đi xa vãi. Nó đi xa hơn mức bình thường phải đến cả một đoạn dài ngoằng. Oh shit man. Ngoài đến cái văng cần nó cũng xa nữa thôi. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ câu này vào. À mấy con mờ lờ kia nó kiểu người dưng ngược lối, xong rồi lại còn cố tình đớp của mình một miếng. Ok. Ui dồi ôi, cá màu gì kia? Ui cá mới này, làm cá mới thích, thích vãi. Ok, mình sẽ đi tìm một con mồi vừa phải đã. Thích vãi anh em ạ. Ủa ôi, toàn con hàng khủng thôi. Đây, mình sẽ câu này. Đó, ơi cái đẹp. Ngoài này sao làm cá nóc thế nhỉ? Anh em có thấy là ngoài này nhiều cá nóc không? Nhiều cá nóc thế này với vật này, chúng ta sẽ tìm được cái con cá kiếm. Không phải mày. Ui dồi ôi, tại sao lại câu lại dễ dàng như vậy? Tại sao lại dễ dàng đến như vậy? Why? Ai cho mày đi? Ai cho mày đi? Bây giờ cái cần câu của mình nó kiểu mắc khủng rồi. Đây, mấy con cùi, mấy con cá nóc này đó. Mấy con cá kiếm này nó cũng không phải là đối thủ của mình đấy các bạn. Đây là anh em hãy nhìn mình kéo nó một cách rất là đơn giản. Và tại sao nó lại khỏe như vậy nhỉ? Mình cứ cảm giác là con này nó tự nhiên nó tập gym hay sao mà hôm nay nó khỏe thế. Rồi lên. Rồi đấy, thế có phải nhanh không? Đằng nào mà chẳng phải trả nó lên thuyền mà làm trò con bò. Không biết là có con gì mới không? Ê con tôm này. Phải thật, lấy cả tôm luôn. Không, mấy con này rất rẻ. Không câu đâu. Ôi trời ơi, anh em hãy nhìn cái đàn cá kia kìa. Trời ơi, đàn cá kia nó đắt lắm. Phát thật. Ôi đàn cá kia đắt siêu đắt luôn đấy. Ui mày kinh vãi lịt, anh em có thấy không? Cái kiểu sấm chớp đùng đoàn luôn đấy, kinh vậy. Rồi ok, bây giờ là chúng ta đã thấy sự xuất hiện của con cá đỏ rồi. Mình sẽ phải thật là quyết đoán thôi. Mình sẽ chờ nó ở đây. Đây gọi là cuộc đấu trí giữa người và thú. Ôi đấy, ôi con này khỏe lắm. Ôi con này khỏe lắm luôn đấy. Lần trước mình câu nó dễ dàng quá rồi, nhưng mà lần này có vẻ khó hơn thật nữa. Ui anh em hãy nhìn cái cách mà nó kéo dây câu của mình đi. Đây là cần câu siêu hạng rồi đấy. Quài dây câu đỏ loè nó lại luôn này. Tởm không? Mẹ tiên sư con bitch. Dù có thế nào thì với cái cần câu gọi là người ta gọi là cái master rope của mình thì không phải đối em ạ. Nên đấy là nhìn hai chúng nó nằm với nhau trong một yêu thương nhau hơn. Kiểu như là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chết. Mình vừa nhìn thấy một con knife fish xong các bạn. Đây này, con cá này knife fish, con này con đắt này.
Ấy đúng rồi. Đúng rồi, đừng có kéo, đừng có cố em ơi. Đấy, 17.000 đô cơ, con này nhìn thế thôi mà thực ra nó không rẻ chút nào đâu nha. Dive Fish. Đúng con phải nói là khá là đắt. Quý. Câu được cả mũ của Luffy này. Để xem mình có câu được mũ của Luffy không nhá. Ồ. Mình câu được một cái mũ rơm của Luffy. Bạn này. Tại trong con game mèo bựa này có cả One Piece à? Tại sao cuộc đời của mình lại gắn liên quan nhiều đến One Piece thế nhỉ? Thế này. Ồ. Nó bảo là khi mà mình đội cái mũ này vào ấy thì cái thuyền của mình nó sẽ chở được thêm 8 con cá nữa. Tức là anh em hãy nhìn vào cái số con cá mà mình có thể chở được. Fit tức là 3/14, tức là hiện tại là mình đã chở được đến 14 con cá trên cái tàu của mình. Wow, đúng là mũ của thuyền trưởng Luffy khác con ông cháu cha. Nên là kiểu như là cái quyền hạn của cái mũ nó cũng quá hạn quá đi. Em có quyền có công nhận mình hiểu điều đấy không? Quá khủng. Wow, thật sự là kiểu mình bất ngờ đấy. Bất ngờ đến luôn. Ok, lần này thì mình sẽ lại ra khơi xa nhất và cố gắng kiếm được một con gì đấy trông nó ngon lành cành đào một tí. Không biết là buổi sáng này chúng ta sẽ kiếm được con gì đây. Khá là hồi hộp anh em ạ. Đây rồi, lại cái dạng san hô của đạn này. Mình sẽ cần phải vượt qua dạng san hô. Phải quay. Đẹp. Không thèm ăn luôn ạ. What the. Khinh à, khinh mồi của mình ạ. Mồi ngầu, mồi ngon như thế này mà nó còn khinh được. Bọn này láo lờ thật. Ây ây. Con gì đây? Ôi, con gì đây? Con gì đó, một con gì đó trông rất là buồn cười. Nó giống như kiểu con cá nó gần giống con cá đuổi gà, nhưng nó không phải là cá đuổi gà. Đấy, nó đang quẩy với bạn đó kìa anh em. Nó sắp bị câu đến nơi rồi mà nó vẫn quẩy với bạn đó. Có thể như đây là vũ điệu từ giã bạn thân. Có vẻ như là thấy bạn thân kiểu sắp bị câu rồi, sắp bị cho vào nồi rồi, thế là cố gắng tạm biệt. Không, quả đấy không phải lỗi của mình nhá. Quả đấy là mình, mồi câu của mình vẫn ngon lành cành đào bình thường đúng không? Anh em có để ý không? Phải hiểu luôn. Đây rồi, mấy con cá. Mấy con cá mặt đen. À đây rồi. Ok. Thôi câu con này cũng được anh ạ. Câu tạm con này đi. Vì mình cũng chưa câu con này bao giờ cả. Con này nó đang cố chống cự mình nhưng mà có vẻ như là con này nó hơi yếu. Thôi. Làm gì căng. Con gà 8k8 à, thôi cũng được, cho lên thuyền cho nó đẹp đồng đội mà. Cho đẹp đội hình thôi. Chứ còn mình vẫn muốn câu con kia thôi. Đây rồi. Bé này đây rồi, lại vũ điệu cởi trói cho nhau à. Chắc mình sẽ phải rút lên ngay không là con này nó sẽ đứng cởi trói được mất. Vậy dị lắm nhưng mà đây là con cá dị nhất là mình từng thấy luôn đấy. Đây là mình sẽ thử nhá. Nếu như mà mình đã dùng cả móc câu cái thứ. Đấy. Mà cái, anh em để ý không, cái dây của mình ấy nó không hề màu đỏ luôn, không hề bị đỏ, mà trong khi là móc câu nó cũng không bị đứt, thế mà nó tháo được đấy. What, có vẻ như càng ngày chúng ta sẽ gặp được càng nhiều thể loại cá bựa hơn. Wow, đây rồi, cuối cùng chúng ta đã câu được cái con cá mà mình từ trước đến nay đã nhìn thấy nó khá nhiều lần nhưng mà chưa câu được bao giờ. Con này thì cũng không đắt lắm, nếu như so với kích cỡ của nó thì nó thuộc loại bình thường thôi các bạn, không phải là thuộc loại đắt, nhưng mà mình chưa giờ câu được con này cả. 18.000 đô một con. Trời ơi, hãy nhìn cái phía sau thuyền của mình kìa. Quá là nhiều luôn. Ui, tôi không bao giờ dám nghĩ là cái con cá hề nó lại trị giá đến 40.000 đô một con. Wow, không bán. À đâu, bán, nhầm, chắc chắn nó sẽ bán. Sự nó không thể nghĩ được luôn. Cái con cá bé như thế mà trị giá đến 40.000 đô. Trời ơi, trời đất ơi. Chắc là mình sẽ what the fuck. Bombard này câu được mỗi cái mồm của nó. Ôi, con này cũng 13.000 đô này tin chưa. Trong khi là wow, siêu đắt. Wow, 40.000 đô luôn. Mình đã thấy rất nhiều cái con đấy rồi nhưng mà mình cứ nghĩ là nó rẻ mà mình không câu. Ai ngờ nó đắt, siêu đắt luôn. Đây rồi, con củ lý đây rồi. Lại một lần nữa. Ta có duyên con này mãi lìn đấy. Ok, lần này thì mình sẽ câu đó, mình nghĩ là sẽ dễ dàng hơn. Tại vì cái cần câu mới của mình thì nó khỏe rất là nhiều rồi. Đây. Thật sự là mỗi lần câu này, đây vẫn là cái con khó nhất là mình từng câu. Mặc dù mình đã câu nó được nó khá nhiều lần nhưng mà nó vẫn là luôn luôn là cái con mà mình cảm thấy hồi hộp nhất khi câu. Vì nó chống cực quyết liệt quá. Câu này luôn luôn là cái con mất nhiều thời gian.
Liệu có phải đây sẽ là chuyến ra khơi thành công nhất mọi thời đại của mình? Câu được 3 loài cá đắt vãi lìn ra, không phải là 3, phải là 4 loài gì đó. Tàn phát cái hệ sinh thái này luôn rồi anh em ạ. Trời ơi, không biết là tôi cũng quả báo không đây, không phải là câu quá nhiều con khủng rồi. Câu nhiều con khủng quá. Câu nhiều con khủng quá rồi anh em ạ. Cảm thấy có lỗi. Ok, lại là em này à? Em này cũng được. Ui dồi, 40.000 kìa. Anh em đã nhìn thấy 40.000 đô chưa? Ui dồi, có đi lại 40.000 kìa. 40.000 đô bơi nhiều thế. 40.000 đô kìa, khổ ơi. 40.000 đô bơi như ruồi đây này. Đàn luôn này. Trời ơi, nhiều 40.000 đô chưa? Tôi sắp giàu rồi. 40.000 đô đấy, không phải là ít đâu. Tặng mình là con thế. Câu quá nhiều con khủng rồi ấy. Rồi chúng ta sẽ đi xuống để mà hóng cái đàn cá 40.000 đô. Tổng cộng cho đấy là 120.000 đô đấy, không ít đâu. Đây này. Ui trời ơi, đừng có ăn của tao. Ui trời ơi. Rồi. Đi sư mày. 40.000 đô bị cắn mất một cái đuôi là bây giờ chỉ còn có 20.000 đô thôi. Làm nào bây giờ? 20.000 đô. Tôi biết. Mất 20.000 đô rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao, con này kể cả nó có bị cắn thì nó vẫn rất là đắt. 20.000 đô liền. Một bình thế nhỉ? Sư đó chứ. Cắn mất của mình 20.000 đô. Con nào. Bam. Nổ đi. Rồi đấy, bom đã nổ rồi. Bây giờ chỉ chờ cả 40.000 đô đó thôi đấy. Trời ơi. Mày đắt vai, đừng có ăn. Rồi, tôi đã mất thêm 20.000 đô nữa. Hai phát là mất 40.000 đô rồi. Mất nguyên một con cá rồi. Trời ơi, mấy con quế đồ khốn. Mình câu mãi mới được, xong cuối cùng mấy con kia ngu vãi. Tự nhiên này, bơi làm gì không biết. Bây giờ để cho nó cắn, ngu chưa. Lên, quả này thì không ai cứu mày đâu. Quả này thì không ai nớt mày đâu nhá. Không một con nào nớt mày luôn. Câu được cả một đàn 40.000 đô luôn, thỏa mãn đã lên. 40.000 đô. Lại vớ được em 40.000 đô thôi. Đừng quan của tao. Đúng rồi, đừng quan, đừng chống cự em ơi. Đừng chống cự. Ôi, chuyến ra khơi thành công nhất mọi thời đại ở đây chứ đâu. Ok, lần này thì đã full thuyền rồi. Và mình sẽ làm một nhảy cuối cùng nha. Chúng ta sẽ câu bọn mặt lờ kia. Ở cái tảo san hô ấy, mình vẫn chưa câu được con. Rồi máy quá, con này không ăn. Mình vẫn chưa câu được cái con mà có gai trên lưng. Mình rất muốn câu con này. Rồi chúng ta sẽ cho con này cắn vào. Sau đó thì cắn vào, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Trời ơi, làm tôi thông minh thế nhỉ. Sao mình thông minh vậy. Vớ vẩn, hay là mình phải dùng con cá phạm. Con này để câu con phạm ngũ lão nhỉ. Tại vì con này nó rất có rất nhiều gai đấy nghe. Trong con cá phạm ngũ lão thì nó ăn vào thì nó sẽ bị móc mồm ấy, nó không nhả được. Lion fish, cá sư tử à? Cá sư tử mà có 8.700, rẻ bán đi. Để xem về bán được bao nhiêu nhỉ? Theo ước tính của mình thì mình sẽ bán được 500.000 đô đấy các bạn. Rồi. Để xem chúng ta sẽ bán được bao nhiêu đây. Để. Bán này thì sẽ. Wow. 900.000 đô luôn. Vừa tiêu hết một đống tiền và bây giờ mình lại trở thành triệu phú rồi. Một chuyến ra khơi với gần 900.000 đô. Không còn nghi ngờ gì nữa. Không còn nghi ngờ gì đây anh em ạ. Anh em biết mình sẽ làm gì tiếp theo không? Chắc chắn rồi, mua thuyền. Ôi trời ơi. Tôi đã mở hết thuyền rồi. Trong 6 tập. Và trong một tập này mình đã mở được cả thuyền luxury luôn. Thuyền kiểu hoàng gia vẫn đi ra. Không biết lần này có câu được không đây. Con này bựa lắm. Hay là chúng ta chỉ có thời gian cho con này thôi nhỉ? Như kiểu là mình chỉ có một vài giây thôi ấy. Không thì nó sẽ kéo xuống, đấy, mình sẽ cho nó kéo xuống như này. Không kéo lên thì nó sẽ tụt ra mất anh em ạ. Nhẹ nhàng thôi. Mình biết là con này nó sẽ đắt mà, tại vì nó câu khó cái lìn. Toby, 100.000 đô. Ui.
Ui, giống mày mới. Con cá hồng siêu đẹp. Đừng để mắt vào. Đừng. Trời, đụng ngựa nó. Tại sao lại có con nó đẹp vậy? Nó đẹp và nó còn khỏe nữa. 2000 years later. Nhìn cái tên của nó, Joshi. Mình vừa làm rơi 1 triệu đô. Ui, giống vậy mới. Con cá hồng siêu đẹp. Mình vừa câu được một con cá trị giá 1 triệu đô. Và cái con cá đấy nó hiếm đến cái mức độ mà nó... Mình đã có linh cảm rất là tốt về cái con đấy, là kiểu gì nó cũng đắt. Nó cũng sẽ rất là đắt. Mà mình không thể nghĩ được là có một con cá trị giá đến 1 triệu đô. 1 triệu nhá, không phải là 100.000, cũng không phải là 10.000, mà là 1 triệu đô. Ok rồi, thì chắc là tập này mình sẽ dừng đây thôi. Cái tập sau thì mình sẽ cố gắng săn được cái con cá 1 triệu đô, cái 1 triệu đô đấy bằng mọi giá. Ok rồi, và nếu các em thấy thích con game này thì đừng quên để lại một like của mình, và hãy nhấn nút đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 500.000 cái đăng ký nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.